bí mật có thể là một mối tình vụn vặt và vô hại, nhưng cũng có thể là chuyện trọng đại của một quốc gia. Tìm kiếm bí mật là bản năng của con người, nhưng với các điệp viên, đó là nhiệm vụ, lý tưởng về lệ sống của họ. Hiếm có nghề nghiệp nào gây tranh cãi lớn và cực kỳ nguy hiểm như làm gián điệp. Trên đời này có hàng ngàn tay trong, hoặc đã sinh nghề tử nghiệp, hoặc đã chìm vào quên lãng. Tuy nhiên, 8 gương mặt sau đây lại ghi danh vào sử sách, vì họ chính là những điệp viên khét tiếng nhất, từ những người truyền cảm hứng cho nhân vật James Bond, đến kẻ gieo rắc kinh hoàng cho Cục Tình báo Mỹ CIA. Họ là ai? Hãy cùng xem qua chân dung của 8 con người không tầm thường này trong chương trình Khám phá bí ẩn ngay sau đây. Gián điệp hay hoạt động thu thập tin tức tình báo đã trường tồn lâu đời giống như bản thân các nền văn minh. Ngay từ thời La Mã cổ đại, quân đội của đế chế này đã cài cắm không ít trinh sát mặc thường phục, trà trộn vào các vùng lãnh thổ của kẻ thù. Rồi đến thời kỳ Tudor ở Anh, giới tinh hoa cũng sử dụng mạng lưới trinh sát tình báo của họ nhằm bảo vệ lợi ích cho vương miện nữ hoàng. Gián điệp trở thành một nhu cầu bức thiết hơn trong thế kỷ 20, khi các nghệ mới nổi và xung đột toàn cầu đã dẫn tới những mạng lưới điệp viên mới phức tạp hơn và có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới. Các tổ chức gián điệp trong suốt hai cuộc thế chiến và chiến tranh lạnh đã tung ra hàng loạt đặc vụ ưu tú và thâm trầm nhất để thu thập thông tin tuyệt mật và cuối cùng là giành ưu thế trên trận địa hay ở bản đàm phán. Sau đây là 8 điệp viên thuộc hàng ưu tú nhất trong lịch sử, từ ông tổ ngành phản gián làm việc cho nữ hoàng Elizabeth đệ nhất vào thế kỷ 16 cho đến một đặc vụ sinh ra ở Serbia, người có lẽ đã truyền cảm hứng cho nhân vật lừng danh James Bond. Sir Francis Walsingham, sinh năm 1532, mất năm 1590, ông tổ của ngành phản gián Anh quốc. Nhà ngoại giao huyền thoại người Anh Sir Walsingham được xem là ông tổ của ngành phản gián trong thời kỳ Tudor, giai đoạn từ năm 1573 đến năm 1590, dưới sự cai trị của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Hành động theo lệnh của nữ hoàng, người lo sợ về sự nổi dậy của công giáo, Sir Walsingham đã chiêu mộ các trinh sát, chuyên gia khóa mã và giải mã để bảo vệ lợi ích của ngôi báo hoàng gia. Cụ thể, khoảng năm 36 tuổi, Walsingham bắt đầu làm việc trong triều đình. Huân tước xứ Berkeley đã để ý tới tài năng của ông và giao cho những nhiệm vụ quan trọng thuộc phạm vi tình báo và phản gián. Lần đầu tiên trong lịch sử tình báo, Walsingham đã lập ra phòng kỹ thuật thuộc cục phản gián do Thomas Philippe, chuyên gia xuất sắc trong việc giải mã, bóc trộm thư, làm giả chữ ký và con dấu phụ trách. Ngay từ thời đó, phòng kỹ thuật này đã làm ra những thiết bị nghe trộm có 102, có các chuyên gia khéo ngụy trang những ô hổng trên tường để theo dõi bên trong. Những nỗ lực của Sir Walsingham cùng với nhiều yếu tố khác đã giúp Anh quốc giành được lợi thế trên chiến lược khi hạm đội Tây Ban Nha tấn công nước Anh năm 1588. Và thêm một sự kiện khác nữa là vụ hành quyết nữ hoàng Mary của Scotland năm 1587. Theo kênh History Hit, ông trùm điệp viên Sir Walsingham được nhiều người tin là đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của MI5, cơ quan phản gián nội địa của chính phủ Anh. Biểu tượng bông hồng trong con dấu của Sir Walsingham cũng xuất hiện trên phù hiệu của MI5. Blair Boy 1844-1900, nữ điệp viên trong nội chiến Hoa Kỳ. Maria Isabella Boyle, hay còn được gọi là Belle, là một điệp viên khét tiếng của Liên minh miền Nam trong suốt cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Bà được chiêu mộ vào Liên minh miền Nam sau pha chạm trán nảy lửa với một binh sĩ thuộc Liên minh miền Bắc. Người đàn ông này trong cơn say bí tỉ đã xúc phạm cả Boyle và mẹ của bà. Đáp lại, Boyle nổ súng bắn gã tử vong. Người phụ nữ lạnh lùng này không chỉ tránh được bản án mà còn trở thành điệp viên thành công. Trong suốt cuộc chiến, bà quyến rũ những quan chức và binh sĩ của Liên minh miền Bắc, lừa họ rơi vào những cuộc trò chuyện cởi mở, mà ở đó họ sẽ tua ra hết tất tần tật các thông tin chiến lược. Ngay cả khi bị bắt bỏ tù, nữ đặc vụ Bell vẫn có thể thu thập tin tức từ quản ngục của Liên minh miền Bắc. Người canh gác trại giam của bà, sau này điệp viên Bell đã viết: "Tôi mang ơn người canh ngục của mình vì vô vàn thông tin bùng nổ, những tin tức rất quan trọng và cả một vài bông hoa héo rũ của anh ta."
Matahari 1876-1917, điệp viên chuyên dùng mỹ nhân kế. Sinh ra dưới cái tên Margareta Gertruda Zeller ở Hà Lan, nhưng Matahari đã tự tạo nên vỏ bọc cho mình là một vũ nữ thoát y, hậu duệ của hoàng gia Indonesia. Nàng trở nên nổi tiếng khắp mọi sân khấu với những màn trình diễn bắt mắt trong giai đoạn đệ nhất thế chiến. Tuy nhiên, xuất thân bịa đặt đó không phải là điều bí ẩn duy nhất về Matahari. Nàng còn là một điệp viên gây tranh cãi. Ẩn mình trong vỏ bọc cao quý, Matahari có quan hệ tình ái với nhiều nhân vật mang tầm ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới. Vũ nữ này đã moi móc thông tin từ nhân tình của mình và bán chúng cho người Đức trong đệ nhất thế chiến. Tuy nhiên, tài năng và tầm ảnh hưởng của Matahari trong giới điệp viên vẫn còn gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng nỗ lực của cô ta hầu hết là kém hiệu quả. Ý kiến khác lại nói rằng thông tin quý báu của nữ gián điệp đã dẫn tới hơn 50.000 binh sĩ trận tử vong do kẻ địch không hay biết đến tay trong nguy hiểm là Matahari. Dù sao, cái tên Matahari cũng đồng nghĩa với việc moi thông tin bằng cách quyến rũ đối tượng của mình. Fritz Joubert Duskene 1817-1956, kẻ đánh chìm chiến hạm Anh. Sinh ra và lớn lên ở Nam Phi, Fritz Joubert Duskene đã chứng kiến sự tàn bạo của quân đội Anh, bao gồm việc bắt giữ mẹ và chị của ông ở trại tập trung. Với mối thù đó, sau này Duskene được chiêu mộ trở thành điệp viên của Đức trong suốt đệ nhất thế chiến. Ông mượn vỏ bọc là nhà khoa học, tìm cách bước lên chiến hạm của Anh và thu nhặt những thông tin vô giá. Theo lời kể, Duskene được cho là đã kích nổ nhiều chiến hạm của Anh trong lúc làm điệp viên. Thậm chí, có lẽ tham gia vào vụ đánh chìm tàu HMS Hampshire năm 1916, khiến nguyên soái bá tước Kitchener bỏ mạng. Lys de Pisac 1905-2004, đóa hoa hồng giữa lòng địch thời Thế chiến thứ hai. Nữ điệp viên gốc Mauritius Lys de Pisac đã hoạt động rất hiệu quả trong Thế chiến thứ hai, là thành viên của đơn vị nghiệp vụ đặc biệt SOE cực kỳ bí mật của Anh. Bà được tuyển dụng vào SOE năm 1942, sau đó hoạt động gián điệp độc lập ở vùng bị Đức chiếm đóng tại Pháp. Bà đã xoay sở để sống trong trụ sở cảnh sát bí mật Gestapo của Đức ở Portier khoảng 11 tháng. Với thân phận giả mạo là một nhà khảo cổ nghiệp dư, Pisac đã đạp xe vòng quanh nước Pháp để thu thập thông tin và vũ khí, cũng như kết nối mạng lưới phản kháng cho phe đồng minh. Bà cũng bí mật sắp xếp cho các điệp viên khác và các nhà lãnh đạo kháng chiến có thể trở lại nước Anh. Những đóng góp của Pisac và đồng nghiệp ở SOE là yếu tố cực kỳ quan trọng tại Pháp, giúp dẫn tới thành công của chiến dịch Neptune, tức là cuộc đổ bộ bằng đường biển và đường không vào Normandy. Pisac và những người khác đã giúp chuyển giao tin tức, tiếp nhận nguồn cung và hỗ trợ người dân địa phương đứng lên phản kháng. Dusan Popov, hình mẫu cho James Bond. Sinh ra ở Serbia nhưng lại trung thành với nước Anh, ông Dusan Popov chính là một điệp viên cơ quan tình báo nước ngoài MI6 trong thời chiến tranh lạnh. Một trong những khoảnh khắc khét tiếng nhất trong sự nghiệp gián điệp của ông diễn ra vào năm 1941. Khi đó, nỗ lực của Popov đã khiến ông tin rằng người Nhật đang chuẩn bị cho kế hoạch tấn công trên châu Cảng. Ông chia sẻ tin tức này cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vào tháng 8 năm 1941, tức khoảng 4 tháng trước khi kế hoạch tấn công trở thành hiện thực. Có giai thoại nói rằng giới chức Mỹ không hành động theo lời cảnh báo của điệp viên Anh gốc Serbia, bởi vì giám đốc FBI khi đó là Edgar Hoover đã không tin tưởng Popov. Nhưng dù sao, sự nghiệp gián điệp của Popov cũng có ảnh hưởng sâu rộng và kéo dài. Suốt thời gian làm việc trong lĩnh vực tình báo, ông đã tiếp xúc với nhà văn Ian Fleming, khi đó đang là sĩ quan tình báo hải quân. Nhiều người tin rằng chính Popov là nguồn cảm hứng cho tác giả Fleming sáng tạo nên nhân vật bất hủ James Bond. Anthony Blunt 1907-1983, điệp viên Liên Xô ngay tại Cung điện Anh. Năm 1979, Thủ tướng Anh, bà đầm da thép Margaret Thatcher đưa ra tiết lộ động trời, đó là một điệp viên Liên Xô đã bí mật hoạt động ngay giữa lòng Vương quốc Anh, chịu trách nhiệm coi sóc các tác phẩm hội họa của nữ hoàng. Người mà bà Thatcher nhắc đến chính là Anthony Blunt, một học giả trường Cambridge, bắt đầu làm việc ở lâu đài Windsor trong đệ nhị thế chiến. Theo tác giả Michelle Carter, người viết tiểu sử về Anthony Blunt cho biết, vị học giả đã cung cấp cho giới tình báo Liên Xô khoảng 1.771 tài liệu từ năm 1941 đến năm 1945. Khối lượng tin khổng lồ này khiến cho người Nga thậm chí nghi ngờ. Blunt không phải là một điệp viên hai mang mà thực sự phục vụ cho người Anh. Hành động của Blunt được giữ kín
vì người Anh không muốn để lộ chuyện điệp viên Liên Xô đã xâm nhập vào tận lâu đài ở London. Thế nhưng, Thủ tướng Anh Thatcher đã phơi bày sự việc trong bài phát biểu năm 1919 ở Hạ Nghị Viện. Andrej Ames, sinh năm 1941, điệp viên Liên Xô đoạt mạng nhiều đặc vụ CIA. Andrej Ames là điệp viên hay mang cho Liên Xô đã lợi dụng vị trí của mình ở Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA để đưa tài liệu mật từ xứ sở cờ hoa về Moscow trong thời Chiến tranh Lạnh. Hàng loạt bản điều tra của người Mỹ về Liên Xô đã bị Ames với tư cách một nhà phân tích phản gián của CIA bí mật chuyển đi. Kinh khủng nhất, Ames còn tiết lộ tất cả mọi cái tên đặc vụ Mỹ đang hoạt động ở Liên Xô. Hành vi này của ông ta đã dẫn tới 10 đặc vụ CIA bị kết liễu. Mặc dù có thông tin Ames cùng vợ đã được Liên Xô trả khoảng 2,7 triệu đô la Mỹ cho hoạt động gián điệp, nhưng không ít người cho biết cặp đôi sở hữu tài sản khủng hơn nhiều. Bị bắt năm 1994, Ames sau đó phải ngồi tù chung thân vì tội gián điệp. Cho đến khi bị phát hiện, Ames đã gây thiệt hại tài sản cho CIA nhiều thứ nhì lịch sử chỉ sau vụ phản bội của Robert Hansen. Quý vị cảm thấy ấn tượng với điệp viên nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Đến này, chương trình Khám phá biển xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 14 giờ Chủ nhật hàng tuần.